Đây là trên gần đến đỉnh núi Sam rồi, chỗ điểm này là không cho xe lên nữa, đây là điểm dừng xe. Cảnh rất là đẹp. Hành đồng lúa, đồng quê. Cái nhà nó có loa lô yến. Đây là bệ đá trước đặt tượng bà ở trên đỉnh núi. Quanh đây là dành cho Ấn Độ, không được thông vào. Nhà cũng bà đi chú ơi. Đồng quê bát ngát luôn. Ở đây ở cánh đồng này các bạn thấy có những cây ở giữa ruộng lúa hoặc bờ ruộng. Đây là những cây thốt lốt, ở bên kia lúa chín vàng. Đấy, ở góc bên kia lúa chín vàng. Vàng lúa chín vàng kìa. Còn đây là lúa còn xanh. Đấy, những cái cây cao cao ruộng lúa đấy là cái thốt lốt. An Giang là thốt lốt rất là nhiều. Đây là bốt thu phí xây dựng dở, chắc là định xây cái hệ thống cáp treo nhưng định ngưng lại do tranh chấp với người dân nên là dừng lại. Đây là hệ thống cáp kéo vật tư, cái đường dây kéo vật tư lên để làm khu du lịch. Giờ cũng ngừng hoạt động khá lâu rồi, hem gì hết rồi. Đường thang, cái đường đi ở đây thì mình thấy là làm bằng gạch chứ không phải bằng đá giống như các khu du lịch khác, mặc dù ở đây rất nhiều đá, làm gạch này thì nó dễ bị bấm rêu quá.
Đồ tượng của người Chăm. Bỏ lâu rồi không bảo dưỡng nên là đường đi khá hoang vu. À đây, bây giờ mình mới để ý. Vì ở đây có cái hình ga ga của người Chăm nên là có thể là những cái nước của người Chăm buộc. Đây, ở đây là cầu nguyện. Cầu nguyện ở đây. Ở đây có tượng là tượng này giống thang lên. Cầu nguyện. Đây có đường đá lên, mình đi đâu hết. Phượng, Phượng, Phượng đỏ đường đi. Đá rất đẹp. Thường đi các khu du lịch núi thì mình thường xin một vật làm kỷ niệm. Núi Sam thì mình có xin đá kỷ niệm này nên là mình không xin nữa. Chưa tìm hiểu chỗ gì, chờ như chỗ hang vào thôi. Cây đẹp quá, cây thì dễ bấm vào đá đẹp. Đây này là sau có thể nó sẽ tạo thành một cái hình thù giống tượng Phật sẽ bám vào đá. Du lịch đang xây dựng nên là đây là cái gì, là công trình xây dựng ngồi ngang, chắc là định xây tượng Phật ở đây, tượng Phật hoặc tượng Quan Thế Âm ở đây ngồi ngang ở đây nhìn nữa. Rất là đẹp, rất đổ chót ngắm cảnh. Cái đầu tư nó là bóng đèn cũng bẻ rồi. Đây con đường chính dẫn vào cũng sang. Rất là đẹp. Ở đây mình đoán là chắc là xây tượng Phật hoặc tượng Quan Thế Âm. Cái khuôn viên này xây rất là đẹp. Một điều thấy lạ, mình nghĩ là cũng không phải là cầu nguyện gì hết. Ống hút rồi giấy nhựa cứ thấy buộc vào cây này, cây nó chết mất. Đi là thấy rất nhiều.
chỗ này không thấy buộc của cây kia vậy. Đúng rồi, mình đoán đúng rồi. Không có dược sư linh Phật thực là không đặt khu du lịch này mới đang đầu tư trong bên sau đó bị ngưng lại. Thì ở đây có lư đồng, lư nhang ở đây trên này chắc sẽ là lúc lấy mình đi trên đấy thì xây tượng Phật. Phật có thể là Phật hoặc Di Lạc hoặc là Thần Quán Thế Âm. Viên viên này đá núi bên nguyên giữ lại. Ở đây cuốn chiếu rất là to, giống như các khu rừng khác, cuốn chiếu rất xác cuốn chiếu. Cuốn chiếu rất là to. Nó lại rừng nên là rất nhiều cây thuốc, cây thuốc.
Bất ngờ. Đang đầu tư ngược lại là đây cá bảy màu. Các bạn nhìn lăng quăng quăng vơi vậy thôi, không phải lăng quăng đâu nha. Đây là cá bảy màu. Rất là nhiều. Đúng. Có cả đồng lộc. Cóc. Cá bảy màu. Bảy thả một con chép là đẹp. Xây dựng thì nước ngoài rồi. Đây là chợ cấp treo. Giờ lại ở của chim. Còn tiếng chim sẻ.
ở đây tổ chức team building, sinh hoạt dã ngoại rất là hay. Cái đường này vẫn còn giữ rất là nguyên sơ. Mộ cổ đây là một tiếng chữ Hoa. Trước mặt là một cung miếu bà, ngói xanh là cung miếu bà, chùa bà cũng xem là chỗ cáp thì công đang dang dở.